Thưa quý vị, mưa lớn liên tục từ đêm qua đến sáng nay đã gây lên tình trạng ngập lụt sâu tại hàng loạt khu vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Khu vực đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam, nước đang lên nhanh, nhiều nhà dân đã ngập sâu từ 1 đến 1,5 mét. Các hộ dân tại đây đã chủ động di chuyển đến nơi tránh trú an toàn. Lật ngục lụt này là bây giờ lấy từ nửa bùng ro, có phải lo có đi. Nếu như cô không đi là tụ chơi rồi tội nước lên rồi nhanh là có đi không được. Quận Liên Chiểu thì có khoảng là 75 điểm để di dời dân. Nếu mà có ngập lụt là phải di dời tới các phường cho nó gần. Trước đây là chúng tôi chỉ xác định mấy điểm thôi. Nhưng mà sau này là chúng tôi xác định là mỗi phường là phải có mấy chục điểm như vậy. Và nếu có tình huống xảy ra thì các cái tổ dân phố, các phường yêu cầu lực lượng nào thì chúng tôi sẽ điều theo cái hợp đồng ấy, để có cái lực lượng tới để ứng cứu cho dân kịp thời. Báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, tính đến trưa nay, khu vực nội thành thành phố có 20 điểm ngập lụt, có nơi ngập sâu gần 1 mét. Đề nghị các quận, huyện theo dõi chặt chẽ tình hình, sẵn sàng triển khai phương án phòng chống thiên tai, rà soát các khu dân cư ở những vùng trũng thấp, ven sông suối có nguy cơ sạt lở, lũ quét, đặc biệt chú ý nhân dân sống tại ven sông Túy Loan và Cú Đê, thông báo tình hình thiên tai để nhân dân chủ động ứng phó. Thưa quý vị, theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố, dự báo trong trưa và chiều nay tại các quận huyện thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì mưa to đến mưa rất to. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố thông báo cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trên toàn thành phố nghỉ học vào chiều ngày 5 tháng 11. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo các trường thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến tình hình mưa lớn hiện nay, giữ liên lạc qua nhiều kênh thông tin để chủ động ứng phó một cách an toàn, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra, đồng thời chủ động khẩn trương tổ chức dọn dẹp, vệ sinh trường lớp khi nước rút để trẻ mầm non, học sinh, học viên sớm trở lại trường.